Cảm tạ ơn Chúa, Tráng Niên Sài Gòn đã tròn 21 tuổi. Cũng chừng ấy năm, ban Tráng Niên được nuôi dưỡng, trưởng thành trong tình yêu của Chúa. Nhận biết những phước hạnh thuộc linh và thuộc thể Chúa ban cho thật không xiết kể, ban Tráng Niên đã chọn chủ đề thờ phượng Chúa năm 2023 là Nguồn Phước, với câu gốc tại Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Là nơi sinh hoạt gắn kết của các tín hữu trong độ tuổi từ 41 đến 50, Ban Tráng Niên Sài Gòn vẫn duy trì giờ nhóm thờ phượng Chúa vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 14:30 với số lượng từ 60 đến 80 anh chị em cùng tham dự. Thật phước hạnh khi Chúa cho có thêm ban viên mới cùng đến sinh hoạt với Ban Tráng Niên trong năm 2023. Bên cạnh thì giờ thờ phượng, học lời Chúa chung với hội thánh, thì giờ học lời Chúa tại ban ngành theo các chủ đề phù hợp với lứa tuổi, qua sự chia sẻ của ông bà mục sư quản nhiệm, hai vị phụ tá mục sư quản nhiệm và quý tôi tớ Chúa, và mỗi buổi nhóm chiều Chủ nhật hàng tuần chính là mana nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng tôi. Chương trình thờ phượng Chúa của Ban Tráng Niên luôn mang đến sự khích lệ, tươi mới và tuôn tràn ơn phước Chúa cho ban viên. Ngoài thì giờ học lời Chúa hàng tuần, Ban Tráng Niên cũng có những chương trình ngợi khen thờ phượng, đố kinh thánh, câu chuyện đức tin, sinh hoạt theo từng chủ đề, thông công để tạo mối tình thân và sự quan tâm giữa các anh chị em trong ban với nhau. Chính tình yêu thương đã gắn kết anh chị em trong mối liên hệ với nhau và với Chúa. Qua công tác thăm viếng chăm sóc vào tối thứ năm hàng tuần, thì giờ tĩnh nguyện mỗi sáng thứ bảy vào lúc 6:15 để cầu thay cho các nan đề của ban viên, của hội thánh Chúa chung và khích lệ nhau trong công tác hầu việc Chúa, Ban Tráng Niên cũng có thì giờ tập hát vào tối thứ bảy hàng tuần lúc 19:15 để góp phần hát tôn vinh Chúa trong các chương trình nhóm thờ phượng Chúa của hội thánh. Cảm tạ Chúa về những ân điển diệu kỳ mà Ngài đã ban cho từng đời sống anh chị em và cho sự tăng trưởng của Ban Tráng Niên Sài Gòn. Tháng 3 năm 2023, gia đình Tráng Niên chúng tôi đã tổ chức lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 20 năm thành lập thật phước hạnh. Với tinh thần khát khao học lời Chúa, Ban Tráng Niên đã tận dụng cơ hội quý báu để tổ chức chương trình học bồi linh cho ban viên vào các ngày 26 và 27 tháng 8 với chủ đề Bảy Phước trong sách Khải Huyền qua sự giảng luận của mục sư Phan Vĩnh Cừ, Phó Hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam. Vâng theo tiếng Chúa gọi, thực hiện đài mạng lệnh của Ngài, các ban viên luôn dạn dĩ tham gia các công tác chứng đạo, bày tỏ Chúa đến người thân, bạn bè, hàng xóm, mời gọi quý thân hữu đến nghe lời Chúa, cùng dự phần trong các chương trình truyền giảng của Hội Thánh và khu vực. Bên cạnh các sinh hoạt thuộc linh, hàng năm Ban Tráng Niên cũng tổ chức kỳ nghỉ dưỡng cho ban viên. Năm 2023, gia đình Tráng Niên đã có kỳ nghỉ dưỡng tại Phú Yên vào tháng 7. Đây là dịp anh chị em có thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng nhau tĩnh nguyện vào những buổi sớm mai và thưởng lãm kỳ quan thiên nhiên Chúa tạo dựng. Không chỉ tích cực trong các công tác của ban, Tráng Niên Sài Gòn cũng đóng góp nhân lực vào các công tác chung của hội thánh như dạy đạo cho thiếu nhi, ấu nhi, dạy trường Chúa Nhật, trang trí cho các kỳ lễ của hội thánh, giữ xe, hiến máu nhân đạo, cắt tóc miễn phí và nhiều công tác thiện nguyện cũng như các công tác thầm lặng khác. Cùng với việc đóng góp thời gian, năng lực, sức lực vào công việc nhà Chúa chung, các ban viên cũng dự phần dâng hiến tài chính một cách rời rộng để tương trợ, chia sẻ cho các anh chị em có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, tương trợ 20 tôi tớ Chúa khó khăn, dâng giúp Hội Thánh Bình Tân tại Bình Thuận sửa mới nhà thờ, dâng về quỹ tái thiết nhà thờ của Hội Thánh. Dẫu đời sống hiện tại còn nhiều khó khăn, nhưng trong Chúa, chúng ta luôn được đảm bảo về niềm hy vọng, về tình yêu và sự sống đời đời. Một năm đã trôi qua, Ban Tráng Niên Sài Gòn được thêm lên tuổi mới, có biết bao lý cớ để cảm tạ Chúa. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi.
Với niềm ước ao cứ được thêm lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, chúng tôi đã chọn chủ đề thờ phượng Chúa trong năm 2024 là thêm lên trong Chúa với câu gốc trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 18a. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi xin mời gọi các anh chị em trong độ tuổi từ 41 đến 50 có khát khao được gây dựng đức tin, sinh hoạt thuộc linh, ngợi khen Đức Chúa Trời và kết tình thân trong Chúa, hãy đến với Đại Gia Đình Tráng Niên Sài Gòn vào mỗi chiều Chủ Nhật lúc 14:30. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón quý anh chị em cùng đến tham dự. Muốn thật hết lòng.